mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn buồn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Thank you.
là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình chúa, đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan. Trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Trẻ thơ bé như ngày nào, xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con tôi ân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nước tôi tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát, toàn dân tung hô. Tôi thầm kinh phúc
đây. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ tiếp đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn ta bao trùm muôn dân và tấm khăn điệp trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, thì người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng ta bước vào nghi thức làm phép tang phục. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là đấng làm chủ sự sống và sự chết, là đấng đã hứa cất chiếc khăn ta bao trùm muôn dân và cất tấm khăn điệp trải trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa đoái phương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình khi mang lấy thiệp công với người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin ban tổ chức chúng ta phát tang phục cho tang viên. Xin cộng đoàn chúng ta cùng hát bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương. Đâu có tình yêu thương Yeah.
Anh em thân mến, không ai cho chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước hòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chết, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về tất cả của mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Chúa Kitô con của Người từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Xin cầu nguyện chúng ta cùng đáp xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là ông cố Phêrô, sơ khi nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận mạng sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh em này đã đón nước bệnh Chúa Kitô là bệnh hàng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà ông cố Phêrô đã sai phạm vì sự mỏng dọn của loài người, để người anh em này được xứng đáng hưởng hạnh phúc của các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta bước vào nghi thức làm phép thi hài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cởi vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh em của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho ông cố Phêrô được tham dự vào đời sống phục sinh của Người đến muôn đời. Amen. Xin cầu nguyện chúng ta cùng hát bài hát xin thương con. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin dù thương, ban xuống niềm tin ấm bổ cho linh hồn. Lạy Chúa Chúa ơi xin xóa tội con theo
ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ấm ủ cho linh hồn. Chúng ta bước vào nghi thức làm phép quan tài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hạ hiếu, khi ta thành vũ trụ hiếu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cuối xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhà tạm cho thân xác ông cố Phêrô đang trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, đang ở bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kính thưa bác bố, kính thưa quý sơ, kính thưa giang quyến, ông cố Phêrô, kính thưa các đoàn phụ vụ, sự ra đi của ông cố là một sự mất mát lớn lao đối với bà cố, đối với quý sơ và đối với các thành viên trong gia đình. Sự sống, sự chết có biết rằng đều thuộc vào trong bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Dù sống hay dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Nhưng sự mất mát nơi dương gian này cũng làm cho tất cả chúng ta ngậm ngùi, thương nhớ và để lại một sự trống vắng, cô đơn trong cõi lòng của mỗi người. Còn chúng ta hiểu ý để cầu nguyện cho bà cô, cầu nguyện cho quý sơ và cho các thành viên trong gia đình của cố Phêrô được vững tin vào ơn Chúa, được hiệp nhất, yêu thương nhau và tin tưởng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa sẽ cho chúng ta gặp lại người thân trong ngày sau hết. Sáng ngày mai 9 giờ sáng, quý cha cùng với cộng đoàn, cùng với tăng quyến sẽ cử hành thánh lễ cùng với ông cố Phêrô, thánh lễ cuối cùng nơi dương gian này để cầu nguyện cho ông cố Phêrô. Xin ông bà anh chị em hàng xóm láng giềng và cộng đoàn chúng ta thu xếp các công việc để chúng ta về tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho ông cố. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta hát bài hát Từ Bây Giờ. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, thank you.
Kính thưa cộng đoàn, cộng đoàn chúng ta vừa tham dự vào nghi thức khâm điểm ông cố Phêrô. Xin mời cộng đoàn chúng ta tài tiểu về trước linh cứu của ông cố Phêrô. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh,
là Thiên Chúa toàn năng thần hữu, xin lấy lòng nhân từ thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót, xúc phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm của linh hồn ông cố Phêrô. Xin đừng trách tội lỗi người tín hữu giáo xứ chúng con, nhưng xin rộng lòng thương tha thứ nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa chúng con đã sinh giáng sinh làm người, đã chịu chết để cứu chuộc chúng con và phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa, đối với người tin Chúa, sự chết mặc dầu ghê gớm khủng khiếp, nhưng không làm tiêu tan niềm hy vọng cầy trông, hy vọng phục sinh mà Chúa đã hứa ban cho những ai tin cậy kính mến Chúa. Sự chết chỉ biến đổi từ trạng thái hữu hình sang trạng thái vô hình, và khi xác phạm tan rã thì Chúa lại dùng quyền năng uy linh Chúa mà ban cho những ai đã chết như con Chúa được sống lại vinh hiển như người trong lúc chờ đợi ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con sẽ đến trong vinh quang. Xin tổng đoàn chúng ta hát chuẩn bị nghe lời Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài, dạy con trong tin tưởng. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài, dạy con lúc lẻ loi. Trọn vẹn ngàn tiếng nói đầy vơi, lời Ngài đang mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Bài chính sách khôn ngoan, mạng sống người công chính ở trong tay Chúa, đau khổ và chết chóc không làm gì được các Ngài. Đối với những người không có đức tin thì dường như các Ngài đã chết, và việc các Ngài từ biệt chúng ta đi vào cõi hư vô. Nhưng thực ra các Ngài sống trong bình an trước mắt người đời, dẫu các Ngài có chịu cực hình, lòng gầy trong của các Ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các Ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các Ngài chặt như thử vàng trong lửa và chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu. Khi giờ Chúa ghé mắt nhìn các Ngài, những người công chính sẽ được sáng chói và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi gai. Các Ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ sống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các Ngài đến muôn đời. Các Ngài đã tin tưởng vào Chúa thì sẽ biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và sự bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Xin mời cùng toàn chúng ta thân lặng và suy nghiệm lời Chúa, để lời Chúa thâm nhập và tác động trong tâm hồn chúng ta. Anh chị em thân mến trong Đức Chúa Kitô, sau khi đã nghe và suy nghiệm lời Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện tha thiết cho linh hồn của cố Phêrô mới qua đời, cho các quyến đàn lập dân chơi đau khổ thử thách, cho ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu ân nhân đã qua đời, cho các linh hồn đã chịu thanh nhiệm, và nhất là linh hồn của ông cố Phêrô. Xin cầu nguyện chúng ta đã xin Chúa nhận lời chúng con. Vâng. Nên y cha thề hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay ở cơ quan này.
con bởi Phật tư Chúa Thánh Thân Hà Người. Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời.
trời đất. Đức Chúa Giêsu Kitô là con. Chúa, gia đình chúng con xin cảm ơn.
Xin tiến dâng lên tình yêu mến, nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến, nguyện Chúa đoái thương gia đình con được bình yên.
Cuộc đời này còn có gì mà dâng Chúa đâu? Những luống cày sâu trời tối mau cha chưa kịp về. Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo. Có chi đâu Ngài ơi, có chi dâng Ngài. Con xin tiến dâng lên tình yêu mẹ, nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu mẹ. Sống vậy à, nhanh.
Kính thưa linh hồn của ông Thầy Cô, kính thưa Thầy, được kính ông hôm qua đã mất, Chúa đã rước ông về. Hôm nay, khi hội ra chi tổng hoàn trần tình, thì hôm nay có những lễ sư hương thơm đến để chia buồn cùng gia đình và cầu cho linh hồn ông. Xin mọi người và xin cầu nguyện cho trên trời chúng con nguyện lạy cha ta sáng lập cha chỉ nên đi cha thể hiện công như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay công đức hàng ngày và tha thứ cho chúng con và công tha kẻ con chúng con xin cho về chúng con sai cho con có những kiến chúng con cho vay sự của là niềm tin lấy đỡ đời cho các bạn.
Chúa thương con nên Ngài gọi về. Tất cả chúng con kính kính linh hồn con cô. Ban tổ chức giáo xứ Chu Kỳ xin trân trọng giới thiệu cha cố Duy Xe, nhóm ơn gọi Linh Vĩnh Đà có vòng hoa thơ vào thắp hương kính viếng linh hồn ông cố. Kính lạy Cha và Con và Thánh Phật, amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhân Cha chỉ đến khi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cam dỗ những người chúng con cho khỏi sự thank you.
tình cao như núi, như hoa là hoa thắm màu. Ơn nghĩa mẹ cha nào ai không nhớ trong lòng. Từng ngày lòng đông, cha mẹ vất vả trong chiều. Một đời thương đau còn mãi đến khi bạc đồng. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa an ủi mẹ cha. Trời bao thương mến cho con được một mái nhà. Con có mẹ cha là như hoa nở trên cây. Nhìn về xa xưa ôi lòng biết nói sao vừa. Tình mẹ cõng cha người sáng bao nhiêu ngày qua. Tình mẹ cõng cha người sáng bao nhiêu ngày qua. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa an ủi mẹ cha. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng. Kính thưa linh hồn đồng nghiệp Phêrô Trần Đình Tường, nguyên hội viên Hội Khảo sát Xây dựng Hà Nội, Hà Nam Minh. Hội chúng tôi nhận được tin người đồng nghiệp chúng tôi về với cõi vĩnh hằng bên cạnh Chúa, để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, cho hội đồng nghiệp chúng tôi. Hôm nay đại diện cho 39 hội đồng nghiệp khảo sát Hà Nam Minh chúng tôi về đây có bành hoa tươi, con nén nhang trầm và các tốt tế nhi kính biến lên hương hồn đồng nghiệp.
chúc đồng nghiệp ăn thất ngàn thu và luôn bên Chúa phù hộ thì gia đình. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ nỗi đau buồn của nước mắt này cùng tăng tổ. Đúng là tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn, để tưởng nhớ linh hồn người bạn, người đồng nghiệp quá cố, tôi đề nghị đoàn chúng ta dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin phép được bắt đầu.
lời chúng ta đình xin kính chào đoàn và đại đoàn cha gia đình rất là cảm ơn. Về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộng ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đơn trời đeo vang. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đời chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất một thiên thu. Con trở về cùng Chúa với Chúa, Chúa ơi, con trở về cùng Chúa như cánh chim phượng hoàng. Ẩn mình trên ngọn núi đấng quyền năng vô biên. Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộng ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng tâm trời đẹp. Hiện giờ nơi thờ tang là đoàn hội thánh gia giáo xứ Trung Chí thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Nhận được tin báo buồn của gia đình, đoàn chúng con ai nấy bùi ngùi nhớ nhung thương tiếc ông bố cô đô. Đoàn chúng con xin gửi lời hỏi thăm chia buồn phân yêu sâu sắc nhất tới bà cố sơ mát ta cùng các con các cháu của ông cố Phêrô. Nguyện xin Chúa là nguồn thương xót, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của ông cố Phêrô khi còn sống ở dương thế, và xin Ngài sớm ân thưởng đức trời cho linh hồn ông cố Phêrô. Để đi vào chương trình kính viếng, tôi xin một người đại diện trong đoàn lên thắp trầm hương trước bàn thờ Chúa và xin lạy quý chú ông cố xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện cho đoàn nhân dân lãng hoa và tấm lễ trước nghiên cứu ông chư trân trọng kính mời. Xin trân trọng mời vị đại diện cho đoàn nhân dân tấm lễ xin trân trọng kính mời. Để đi vào chương trình cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô, con xin mặt người đang thực hiện nơi phòng ra thiệt ý phục hồi chúng con dâng lên Chúa những lời kinh cầu xin cho linh hồn ông cố Phêrô sớm được đến nhà Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bài thích thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Chúa Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta dù ở trần gian này bị phá hủy thì chúng ta có một cơ định cư ứng cử trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta hẳn bảo rằng và biết rằng bao lâu sống trong ân sát ngày nhà chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chúng nhờ đức tin chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế dù ở trong thân xác hay ở ngoài xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người đánh lấy thành quả đời sống mình, vì mình đã làm lành hay làm dữ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Sự sống này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu đen Chúa
muôn cõi đời. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô, và thân tôi cũng tin muôn đời. Ngày nay dọc được bao thương người đi, và ngày nay bao cay đắng lúc phân ly, thế nên tu thấy bao tôi tình. Dài xa chốn ngụm mình dần lừa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô, và tha thứ cả muôn cõi đời. Xin Chúa thương linh hồn Phêrô, xin Chúa thương linh hồn Phêrô. Tình cha tha thiết lắm thay, con luôn ghi khắc tháng ngày không quên. Ơn cha như núi Thái Sơn, tình cha sâu thẳm còn hơn biển trời. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời.
con quyết chọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời, nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi càng ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao tình tu dạt dào, nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Thiên Chúa chói sáng khắp chốn gọi sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay tay Chúa an bài, mưa gió miên man hay nắng hân hoan mỗi luôn tràn. Biết mây công đức sinh thành bóng mát che chở gia đình, con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca
hạnh phúc tràn hòa. Trời lại
con cầu xin. Nếu Chúa trong tối nào ai dối được, với Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày hay trông cậy người cho liên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng. Xe ta đến mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thần. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù mục mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được, vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu than cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em và hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho nên. Và đưa linh hồn về lô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dầm tắm đưa hồng đúng đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn về lô qua chốn âu sầu. Dầm tắm lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn về đồ qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dầm tắm lửa hồng nung nấu vô cùng. Linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Phần phúc lòng cho ta.
ơn từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ thăm mái tình son của Chúa trời.
Nhận được tin
hội gia trưởng và hội miền mẫu của giáo xứ Trung Kỳ chúng con về nơi đây có nét yêu thương, có vòng hoa tươi dâng lên tìm kiếm linh hồn chú Phêrô, và giờ đây bộ đoàn chúng con sẵn tin dâng lời cầu. Giờ đây,
xin toàn thể tham kiến nhiều ký với ban giáo lý viên cùng dân lờ cầu nguyện cho linh hồn ông bố Phêrô. Cho Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời, trong Chúa muôn đời. Nơi
nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời, trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Hôm nay
trân trọng kính mời đoàn. Thank you.
trăm năm qua đi còn là gì, vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiễn đưa người xót phần đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình thank you.
thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Thank you.
Xin mời các bạn.